xong rồi rước luôn ra phía sau hàng rào. Đây sẽ phải là điều mà các đội trưởng thực sự tỉnh táo để sắp xếp cho một đội của mình. Thấy là chương trình rất là ý nghĩa, và qua cái chương trình này là mình đã thấy rằng là quan trọng nhất là mình phải biết lắng nghe, không phải lúc nào mình cũng là đúng. Trong công việc mà những cái khó khăn không giải quyết thì phải báo cáo lãnh đạo, và để các cái lãnh đạo sẽ có những cái chỉ đạo phù hợp. Với mình thì mình coi DVC như một gia đình, thì qua đây cũng lời cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, các cái đơn vị văn phòng, các bạn đồng nghiệp cũng như là những tổ chức đã tạo cho mình một cái sân chơi bổ ích, cũng như là cái khoa học rất là bổ ích cho mình sẽ áp dụng. Mình nghĩ là cái này nó sẽ áp dụng rất là hiệu quả trong cái công tác hoạt động của công ty trong thời gian tới. Với chương trình Team Building hiệu quả trách nhiệm văn hóa BVTFC bắt đầu từ 2023, văn hóa nền tảng sẽ tiếp tục triển khai một cách sâu rộng tại tất cả các đơn vị, với vai trò là lãnh đạo trực tiếp nhân sự của mình thì vai trò là lãnh đạo cấp trung của tại đơn vị sẽ triển khai các hoạt động này. Ban quản trị nguồn lực sẽ cùng đồng hành tổ chức và hỗ trợ cũng như giám sát cho các lãnh đạo đơn vị phòng ban ngay các hoạt động văn hóa doanh nghiệp. Thì với cái đợt Team Building này muốn nhắc lại một lần nữa các hoạt động về 7 thói quen, về chiến lược công ty, và đặc biệt là vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình sao cho có trách nhiệm, có hiệu quả để triển khai tiêu chiến lược chung của công ty, và các hoạt động văn hóa này làm nền tảng, làm bệ đỡ cho công ty triển khai những cái giải pháp cụ thể để từng bước đạt được cái mục tiêu chiến lược đến 2030. Và điều đó thể hiện cái sự quan trọng của các hoạt động văn hóa BVTFC phát huy được một cái hiệu quả nhất định sau thời gian chúng ta xây dựng cái văn hóa nền tảng dựa trên 7 thói quen, dựa trên sự quản trị cuộc đời cũng như là cái khóa về tốc độ niềm tin. Thì mọi người cảm nhận được văn hóa doanh nghiệp của từng cái có trò chơi, từng cái bài phát biểu, từng cái hành động trong nhóm. Từ sau cái đợt này thì anh em sẽ cảm nhận được văn hóa doanh nghiệp đã được công ty đầu tư bài bản, và mọi người ý thức được mình cần có trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động công việc cụ thể của mình.